Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Phong Guitar BMT. Hôm nay trong video này thì Phong sẽ chia sẻ đến với các bạn 6 cái sai lầm mà Phong thấy là rất nhiều bạn mắc phải khi học và chơi quạt chả guitar. Quạt chả là một cái phần rất là hay và đẳng cấp của guitar. Chính vì nó hay thế nên các bạn thường nóng vội học và tập luyện mà lại bỏ qua những cái chi tiết rất là quan trọng cần phải tập luyện từ từ và chính xác. Các bạn bỏ qua những cái chi tiết này thì dẫn đến cái tiếng đàn của các bạn nó sẽ bị khô khan, nó ồn ào và không đúng điệu. Nói chung là như kiểu là đánh đàn chứ không phải là chơi đàn. Nên các bạn hãy xem Phong chia sẻ ngay sau đây để rút ra cho mình những kinh nghiệm, những bài học để có thể tập luyện và chơi quạt chả thật đẳng cấp nhé. Và đừng quên chia sẻ video đến với những người cần và đăng ký kênh ủng hộ Phong nhé. Ok, cái sai lầm đầu tiên mà các bạn thường hay mắc phải khi học và chơi quạt chả đó là các bạn chỉ quá tập trung vào cái tay trái bấm hợp âm và chuyển hợp âm này mà quên mất là khi quạt chả cái tay phải này mới là cái quan trọng, mới là cái mấu chốt chính. Cái lắc cổ tay phải này các bạn phải lỏng. Bởi vì khi các bạn mới học thì cái cổ tay của các bạn nó rất là cứng. Đánh lên, đánh xuống nó sẽ gặp rất là nhiều khó khăn, dẫn tới là các bạn sẽ bị nản, bỏ cuộc. Bởi vì nghĩ là quạt chả, ôi sao nó khó thế nhở. Nhưng mà thực ra không phải. Các bạn luyện cái cổ tay này cho nó dẻo này thì nó sẽ dễ dàng hơn cho các bạn rất là nhiều. Thì Phong cũng đã chia sẻ một cái video về bài tập luyện cổ tay phải rất là quan trọng. Các bạn hãy quay lại kênh để xem và tập luyện thật tốt bài tập này thì quạt chả nó sẽ không còn khó khăn với các bạn nữa đâu. Và các bạn sẽ học thêm được rất là nhiều kinh nghiệm và sẽ nhận ra được rất là nhiều điều. Đó, cái bài tập này này. Đó, chúng ta không thể quạt chả được với một cái cổ tay cứng ngắc đúng không? Rồi, tiếp theo là cái sai lầm thứ hai là các bạn bấm hợp âm không sạch mà các bạn lại không có để ý. Bấm hợp âm không sạch có nghĩa là khi các bạn tập quạt đúng không? Các bạn quạt xuống như này các bạn sẽ không để ý là đôi khi trong một cái hợp âm, ví dụ như la thứ, nó sẽ có một cái dây nào đấy nó không kêu, đôi khi là hai dây đó. Đó, khi các bạn đánh từng dây một ấy, thì nó như này đó, các bạn quạt nó sẽ không nghe đâu. Lúc các bạn tập bản thân các bạn sẽ không nghe thấy, nhưng mà người khác nghe thấy cảm giác nó sẽ rất là khó chịu. Phong gặp cái trường hợp này rất là nhiều rồi, thì Phong dạy hay là Phong nhìn thấy người ta chơi ấy, ta cứ cắm đầu cắm cổ quạt, nhưng mà đôi khi có những cái hợp âm nó bị tịt, bị rè nhưng lại không để ý. Thế nên các bạn muốn quạt chả hay, sạch sẽ thì trước khi vào tập luyện các bạn hãy kiểm tra xem những cái hợp âm bấm nó đã kêu hết chưa, có bị rè hay không nhá. Rồi, tiếp theo là cái sai lầm thứ ba, đó là các bạn không để ý đến cái vị trí dây của từng hợp âm khi quạt. Ví dụ như là la thứ quạt xuống ấy, nó chỉ đánh có 5 dây 5, 4, 3, 2, 1 này, không có đánh dây 6. Nhiều bạn tập quạt cứ quạt cả cái dây 6 này, nó rất là bị ồn. Thì Phong sẽ chia sẻ luôn với các bạn một số hợp âm cơ bản các bạn gặp nhiều nhất trong vòng la thứ nhé. Thì la thứ các bạn quạt 5 dây dưới này, không quạt dây 6 nhé. Rê thứ quạt 4 dây dưới, bởi vì bát rê nó nằm dây 4 vuông mà. Son trưởng thì các bạn được phép quạt cả 6 dây. Rồi, đô trưởng thì các bạn cũng quạt 5 dây thôi, bởi vì cái bát đô nó nằm ở dây 6 ngăn 3 này, không quạt dây 6 nhé. Pha chặn thì các bạn có thể quạt cả 6 dây. Rồi, si thứ 7 đáng 5, si thứ 7 đáng 5 các bạn quạt hay các bạn móc thì cũng chỉ đánh 4 dây giữa thôi này, 5, 4, 3, 2. Mi trưởng thì các bạn quạt vào bát mi thì được phép quạt cả 6 dây. Thì những cái hợp âm vừa rồi là hầu như là đã gần hết cái hợp âm trong vòng la thứ rồi. Thì Phong có một cái mẹo nhỏ để cho các bạn đánh những cái hợp âm, ví dụ như là la thứ không đánh cái dây 6 này. Các bạn đưa cái ngón cái này lên cao một xíu này, cho nó chạm vào cái dây 6 này. Đó, thì khi các bạn quạt chung, cái dây 6 này nó cũng đâu có kêu. Xuống rê thứ này. Đó, chạm nhẹ thôi nhá, đưa ngón tay cái này lên cao một xíu. Các bạn mà chú ý nhiều cao thủ chơi họ thường như vậy đấy. Đó, ngón tay cái này đưa cao một xíu này, xong rồi chạm nhẹ vào dây 6 này. Rồi, ok. Tiếp theo là cái sai lầm thứ tư là các bạn không biết và không chú ý vào mặt tiếp xúc của tay với dây đàn, sao cho nó mượt và lên xuống vào cái nhóm dây nào. Đấy, thì cái mặt tiếp xúc vào mặt dây các bạn đánh, các bạn phải nghiêng cái tay cơ. Phòng ví dụ của lá thứ nhá, các bạn đánh xuống này. Đó, hớt hớt lướt qua mặt dây thôi này. Nhớ là cái thứ ba là không có đánh dây 6 nha, Phong vừa chia sẻ xong. Thì khi các bạn xuống ấy, vào nhóm dây bát
bát có nghĩa là ba cái dây trên này, ví dụ như la thứ la dây 5, dây 4, dây 3. Đấy, xuống. Xuống lướt này. Lướt nghiêng cái tay này. Chứ không phải là bổ thẳng vào mặt dây nhá. Không, thấy rất là nhiều bạn bổ thẳng cái đầm vào mặt dây, nghe cái tiếng đàn rất là khô mà ồn, nghe cực kỳ khó chịu luôn. Rồi, tiếp xúc ấy thì xuống lướt qua mặt dây, xuống lướt vào phần nhóm dây bát. 5 4 3. Lên ấy, dùng cái ngón, cái phần thịt của ngón tay cái, tay trỏ này hất lên này. Đó, hất vào ba dây chép nhá. Có nghĩa là xuống lên, xuống vào phần nhóm dây bát, lên hất vào nhóm dây chép. Khi xuống hay lên cũng đều hớt hớt con mặt dây thôi, chứ đừng có bổ thẳng vuông góc với mặt dây. Phong không biết là các bạn quạt như thế nào, Phong thì quạt một ngón tay trỏ xuống vào cái phần móng này, lên thì vào bằng cái phần thịt này, vuông góc này. Có một số bạn quạt xuống bằng ngón tay trỏ, lên bằng ngón tay cái, hay là một số bạn chơi pick, quạt pick thì quạt bằng bất cứ cái công cụ nào cũng vậy, các bạn phải lướt con mặt dây thôi, chứ đừng có bổ thẳng mặt dây, lướt nghiêng cái tay này. Xuống dây bát, lên dây chép, lướt mặt dây và thả lỏng cổ tay, đảm bảo tính đàn của bạn nó sẽ rất là hay. Rồi tiếp theo là cái điều thứ năm mà các bạn mới học thường hay gặp, đó là các bạn không hiểu và không chú ý đến cái đoạn mà chuyển từ hợp âm này qua hợp âm khác, cái đoạn cuối hợp âm cũ chuyển qua đầu hợp âm mới ấy. Cái đoạn chuyển ấy, thường các bạn sẽ bị khựng lại ở cái đoạn này và không biết cái cách xử lý như thế nào. Mà trên YouTube hay là trên mạng rất ít người chia sẻ về cái phần nhỏ này nhá. Nó nhỏ lắm nhưng mà rất quan trọng. Nó sẽ làm cho các bạn bị khựng lại và đôi khi bị nản chỉ vì cái đoạn này thôi. Thì có một cái mẹo nhỏ ở cái đoạn phách dở lên cuối cùng của hợp âm cũ, thì các bạn chủ động thả cái tay ra để chuyển qua hợp âm mới. Thì ví dụ như là nhịp 4-4 ấy, thì cái phách dở lên thứ tư. Nhịp 4-4 là 4 phách trong một ô nhịp nhá. 1 và 2 và 3 và 4 và 1 này là quay qua ô nhịp khác, hợp âm khác này. Thì cái nhịp thứ tư và dở lên là cái và này, các bạn thả tay ra để cái tay này quạt chuyển qua hợp âm khác này. Thì Phong sẽ ví dụ ở cái điệu ballad đi, quạt trả ballad nhá. La thứ này. Xuống, xuống, xuống lên, xuống lên, xuống, xuống, xuống lên chuyển. Đó, xuống lên chuyển, cuối cùng các bạn thả hẳn cái tay ra, cái tay này bên này vẫn đánh, để cái tay này chuyển qua hợp âm khác lại nhá. Các bạn chú ý thật kỹ này, cái này cực kỳ quan trọng. Nó sẽ giúp cho các bạn thuận lợi trong quá trình tập luyện. Xuống, xuống, xuống lên, xuống lên, xuống, xuống, thả thả chuyển. Xuống, xuống lên, xuống lên, xuống, xuống, thả thả chuyển. Đấy, ví dụ như là điệu disco chẳng hạn đi, disco cái điệu nhanh này. Cái điệu nhanh các bạn càng phải làm như thế này chứ không thì nó sẽ không kịp. Cái đoạn cuối các bạn thấy Phong thả cái tay ra không? Đôi khi các bạn mới học thì cũng không ai bắt bẻ các bạn những cái chuyện này đâu. Và khi các bạn thả nhanh ra thì nó cũng lấp liếm được. Không ít người nghe được lắm. Thì Phong sẽ đánh chậm với cô này. Xuống lên chậm lên, xuống lên chậm thả, xuống lên chậm lên, xuống lên chậm thả xuống. Đó, cái đoạn lên của phách cuối cùng hợp âm cũ các bạn thả ra để chuyển hợp âm mới cho nó kịp. Ví dụ như slow rock này. Xuống, xuống lên, xuống lên, 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 chuyển. Đây, các bạn thả cái đoạn chuyển âm giữa cái đoạn chuyển nhá. Rồi, tiếp theo là sai lầm thứ 6, sai lầm cuối cùng mà Phong muốn chia sẻ đến với các bạn, đó là vấn đề nhịp. Phong thấy rất là nhiều bạn không quan trọng nhịp, chả để ý gì đến nhịp hết. Cứ lao vào là tập, lao vào là quạt, bú lưu xua hết, không cần biết nhịp như thế nào. Cái này là một cái điều rất là sai, mà sai rất là nghiêm trọng. Các bạn không quan trọng nhịp thì nó sẽ dẫn đến là các bạn quạt nó sẽ bị sai. Trá điệu nào ra điệu nào hết, quạt 10 điệu thấy nó cứ giống giống nhau ấy. Các bạn chú ý và các bạn luyện được 5 cái điều Phong chia sẻ trước mà cái phần nhịp các bạn không coi trọng thì cũng coi như là bỏ đi. Thế thì cái giải pháp cho các bạn là đầu tiên các bạn hãy luyện nghe. Các bạn xem những cái video chia sẻ trên YouTube của những cái người bạn họ hướng dẫn cho các bạn. Các bạn phải tập lắng nghe thật nhiều vào, lắng nghe cái nhịp. Chứ học cái cách đánh là cũng đúng rồi, nhưng mà cái luyện cái nhịp nữa, thì cái cách luyện nhịp tốt nhất là nghe nhạc thật nhiều, chú ý lắng nghe.
Phong ngày xưa cũng nhịp cũng yếu lắm, cũng được nhiều người anh người chị chia sẻ là mày phải nghe nhạc thật nhiều vào thì cái nhịp của mày nó sẽ tốt lên. Vì mỗi điệu quạt chả hay là đánh nó sẽ khác nhau, nhịp nó khác nhau, thế nên các bạn hãy chú ý lắng nghe và tìm hiểu một chút về nhịp nhé. Và một cái điều quan trọng nữa đó là luyện nhịp chân, các bạn phải tập đập chân được thì các bạn mới phân tích được nhịp, phân tích được phách trong ngô nhịp, nó mới mới đều đặn được. Có nhiều ông nhạc sĩ hay là nghệ sĩ guitar chuyên nghiệp họ lên sân khấu họ vừa chơi họ vẫn vừa dẫn nhịp đấy, các bạn chú ý kỹ các bạn sẽ thấy. Các bạn thấy một số người nhạc công hay là một số người biểu diễn nhạc cụ người ta hay đeo cái trùm cái tai phone trên đầu không? Nhiều người cứ tưởng là người ta nghe nhạc. Phong ngày xưa cũng tưởng họ nghe nhạc nhưng mà không phải nha, họ nghe cái metronome máy đập nhịp ấy. Nhất là những cái học sinh mà học trong những cái trường nhạc nhạc viện ấy, họ thường nghe cái metronome này, thế nên các bạn biết là cái nhịp nó rất là quan trọng, nên cố gắng tìm hiểu một chút xíu nhá, nó cũng không khó đâu. Mới đầu nó không quen nó hơi khó nhưng mà khi bạn đã quen rồi thì nó sẽ thành kỹ năng. Ok nhá, quạt chả nó là một cái quá trình học và tập luyện rất là dài, thế nên Phong hy vọng là các bạn sẽ kiên trì tập luyện và hãy ghi nhớ 6 cái điều mà Phong vừa chia sẻ để đúc kết ra cho mình những kinh nghiệm, những bài học và khắc phục những cái thiếu sót của mình. Đảm bảo là theo thời gian các bạn sẽ quạt chả không thua ai hết và sẽ có cái tầm đẳng cấp riêng của mình. Rồi, video này Phong xin phép kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video khác.